anh em nha. Mình đợi trời nó tối như thế này rồi mới bắt đầu làm video clip cho anh em xem nè. Úi trời ơi, tiếng Black chưa? Ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn 100 cái quẹt. Thì anh em mình sẽ thử bỏ vào một cái lò lửa xem thử trời tối như thế này thì nó nổ đẹp như thế nào. Ok. Đây, anh em thấy này, 100 cái quẹt. Thử bỏ vào một lò lửa trong cái trời tối như thế này thì nó sẽ phát sáng ra sao, diện rộng như thế nào. Mời anh em xem video của mình nha. Yeah, các bác thấy chưa? Mình đã chung bị sảnh một cái bếp lửa rồi. Đấy, xong có ai mà vứt vào vứt thử một cái nha. Yeah, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, quá đẹp. Ok, sau khi đổi địa điểm thì mình quyết định ra một cái khu trống để mà đốt khỏi không ảnh hưởng tới hàng xóm. Ok, ở đây vẫn còn 99 cái quẹt và có tiếng Black sẽ đốt nhầm vứt 99 cái quẹt còn lại vào cái lò lửa này nha. Vứt nào. Wow, đẹp quá, đủ vào cho tao. Tiếp. Wow, ui đẹp vãi trướng luôn em ơi. Đủ phòng hết than rồi sao ơi? Rồi hết than rồi. Giờ lấy củi thêm đi. Đừng dục nữa. Nhiều vô luôn mà tiếc.
ơi, phơ vải cực. Cảm giác anh Tiếp Black đang rất là dũng cảm luôn anh em ơi. Wow, cực đẹp luôn. Wow. Sợ không tiếng chó? Chưa phát chưa? Ôi ôi. Wow. Rồi, cái đó là xong rồi. Rất vui anh em đã xem video của mình. Nhớ like và subscribe kênh mình nha.
bye, tạm biệt và hẹn lại anh em ở video sau. Các bạn phải xem video, phải like và share mạnh vào nha.